Nhà cậu có phải cây xăng không? Mà gặp cậu thì tớ vẫn muốn đổ. Một chàng trai đạt tiêu chuẩn, nói chung là quan trọng vẫn là tâm hồn. Một người hát hay thì em cảm thấy rất là có sức hút. Hôm nay mình đến với tần số tình yêu thì Nghĩa có ngại quen một người lớn tuổi hơn không? Bữa đã từng có gia đình rồi. Anh cũng thích hóa trang đúng không? Em cũng là chuyên viên hóa trang thì anh có muốn hóa thân thành người yêu của em không? Nắng đã có mũ, mưa đã có ô, anh ơi, còn em thì chưa có ai. Ý vậy nè, vậy. Ủa chủ động á. Thông minh. Rồi, chưa được nha, chưa được nha. Mình cầm cái gây gần vậy nè. Đó, đúng rồi, một em. Dạ. Kẹp dưới cổ á. Em là chùm gấp thú á mọi người. À hả, em là chùm gấp thú hả? Hàng gì? Em chọn con gì vậy? Em chọn anh này. Em chọn anh này. Em chọn anh này.